Chào mừng toàn thể quý vị một buổi sáng, chúc chúng ta có một buổi sáng tốt lành, nhiều niềm vui. Thưa quý vị, tôi đang có mặt ở trên huyện đảo Phú Quốc. Và trong thời gian gần đây về ẩm thực của Phú Quốc, những cái món mà chúng ta có thể ăn chơi, những cái món mà có thể rằng là chúng ta ăn sáng hoặc là ăn tối, ăn chiều vân vân. Nhưng đó là những cái món ăn chơi thôi. Thì quý vị thường thấy người ta quảng cáo những cái món như là kem cuộn Thái Lan, hay là đặc biệt là ở đây có món bún quậy. Thì sáng nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu với tôi ở cái món bún quậy. Bún quậy ở tại huyện đảo Phú Quốc thì cũng có nhiều quán, nhưng sáng nay chúng ta sẽ ra thử một quán này để tìm hiểu xem bún quậy là gì, tại sao gọi là bún quậy, và gồm có những thành phần nào, khẩu vị nó ra làm sao. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức với tôi nha. Bây giờ xin mời chúng ta vào trong để tìm hiểu bún quậy gồm có những thành phần nào. Trên một tô bò không em? 30 à. Cho nhiều bún nha. Như quý vị cũng đã thấy thì bún quậy gồm có những cái thành phần trong món này gồm có bún. Bên cạnh đó thì có cái nguyên liệu chính đó là cá, chả cá hoặc là bò tái. Tùy theo du khách. Kế bên đó nữa thì chúng ta có hành và ngò, thêm gia vị. Và sở dĩ gọi là bún quậy là bởi vì người bán đây người ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu đó là về hành, về chả cá, về bò. Sau đó người ta sẽ dạo nước lèo và người ta chế nước lèo vô, người ta quậy lên để cho những cái thực phẩm bên trong nó chín. Bên cạnh đó người ta sẽ đậy nắp lại để cho nó chín thực phẩm trong, và khi đã chín rồi thì người ta sẽ gấp bún vào, bỏ bún vào để chúng ta dùng. Bò không? Những người dùng. Đặc biệt của món bún quậy này là người bán hàng người ta chỉ chuẩn bị những nguyên liệu thôi, còn tất cả chúng ta tự phục vụ, tức là chúng ta tự bưng cái món đó về lại bàn chúng ta, và đặc biệt là chúng ta phải tự làm nước chấm. Đây đó, bún quậy là thế. Tô bò không cho em nhiều bún nha. Nước chấm là chúng ta tự làm, và nước chấm đây đặc biệt là muối tiêu chanh, muối ớt chanh. Đây chúng ta có một tô bún quậy. Như đã giới thiệu, đây là bún quậy gồm có thành phần bún và nước lèo, cũng như là nguyên liệu chính để làm cho tô bún nó ngon, đó là
phở tái, tức là cái bò tái hoặc là chả cá. Tuy nhiên tôi chỉ thích ăn bò tái cho nên là chỉ yêu cầu họ lấy bò. Và nước chấm thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm nước chấm tự du khách làm, tùy theo du khách thấy cái khẩu vị mình ăn như thế nào đó, thích mặn, nhạt hay là cay như thế nào đó thì chúng ta sẽ tự làm và chúng ta cũng tự phục vụ. Hương vị nước chấm chúng ta đó là muối ớt chanh cũng rất là đặc biệt, gồm có những cái trái hạnh, trái tắc, và bên cạnh đó là có muối, có bột ngọt, có đường, bởi vì người miền Tây thì họ ăn khẩu vị hơi ngọt. Đây thưa quý vị, chúng ta vừa có một tô bún bảy cùng với một chén nước chấm muối ớt chanh của mình, và như đã trình bày thì chúng ta tùy theo cái khẩu vị từng người, tùy theo cái sự mặn ngọt cay của từng người mà chúng ta tự làm cái loại nước chấm này để chúng ta vừa với khẩu vị của mình. Với một loại bún nóng đầy hương vị như thế này cùng với nước mắm muối ớt chanh cho nên cho chúng ta một cái tô bún bảy rất là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức với tôi để cảm nhận được cái hương vị, cái khẩu vị của cái tô bún bảy như thế nào. Xin mời quý vị cùng ăn sáng và chúc chúng ta có buổi sáng thật ngon miệng. Thưa quý vị, sau 3 phút đến 5 phút thì tôi đã thưởng thức hết được tô bún quậy. Và thưa quý vị, đúng là cái hương vị của nó rất là đậm đà. Ngoài cái sự thơm ngon của hành ngò, tiêu và đặc biệt là với sự nóng, rất nóng của cái nước lèo làm cho tô bún nó cực kỳ nóng. Bên cạnh đó thì chúng ta dùng với một loại nước chấm đó là muối ớt chanh. Và thưa quý vị, là do từng người ăn cay mặn khác nhau, tuy nhiên thì theo tôi nhận thấy rằng là quý vị có triệu chứng hơi cảm hay là mệt mỏi hay là đêm trước nhậu nhiều, sáng ngày có thể ăn một tô bún bảy, chúng ta có thể giải cảm tỉnh rượu được, bởi vì rất là cay nóng, ăn xong là có thể toát mồ hôi. Rất là ngon, đậm đà hương vị của miền Tây, đặc biệt là tất cả những cái thức ăn mà chúng ta chấm với loại nước chấm là muối tiêu hay muối ớt vân vân, từ muối một cái chấm dân dã thì nó sẽ đậm đà thơm ngon. Cho nên tôi bún bảy này thì chủ quán cho biết rằng là ở đây bún bảy có từ rất lâu, tuy nhiên thì từ xa xưa thì dĩ nhiên là chỉ có chả cá thôi, bởi vì ở đây là vùng biển cho nên người ta làm chả cá nhiều, và nhiều chả cá quá người ta chiên, người ta làm những cái món ăn chả cá quen rồi thì người ta mới nghĩ bằng cách là làm bún bảy để cho nó có một cái hương vị khác, cái khẩu vị khác của một cái chả cá. Và gần đây thì người ta mới cho vào đó là thêm một khẩu phần nữa, đó là gia vị, thêm thành phần nữa đó là thịt bò tái.
chứ nguyên liệu trước đây chính đó là chỉ là chả cá. Một tô bún vậy như gì đó thì ở miền Đảo Quốc này người ta bán từ giá 30 đến 40 ngàn đồng. Tuy nhiên khi vị thưởng thức thì chúng ta có thể hỏi giá trước, là bởi vì nếu chúng ta ghé vô những quán bình thường có thể họ lấy tới 60 ngàn đồng, thậm chí là 70 hay 80 ngàn đồng, bởi vì cũng có những trường hợp người ta đã gặp những trường hợp này rồi. Cho nên do việc buôn bán không có đồng giá như thế, cho nên là những người dân bình thường ở đây thì người ta ăn với giá 30 và 40 ngàn đồng tùy theo cái chúng ta bỏ thịt cá nhiều hay ít. Và sau khi thưởng thức cũng vậy, thì quý vị có thể thưởng thức một ly nước mía mía đường của miền Tây để giúp cho buổi sáng chúng ta đầy đủ năng lượng hơn. Rất ngon, rất thú vị, và xin chúc quý vị ngày tốt lành niềm vui. Mong quý vị một ngày nào đó, một lần nào đó đến với Đảo Quốc và chúng ta thưởng thức một con bún vậy như tôi vừa trình bày. Cảm ơn quý vị đã xem clip tôi, và mong quý vị hãy bấm like cũng như là đăng ký và chia sẻ, góp ý, comment để có những clip khác được đầy đủ hay hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.